Ngày xưa, cách đây nhiều thế kỷ, từ khi sa mạc Tha còn là một khu vực rộng lớn mênh mông, bỗng nhiên xuất hiện một đoàn bộ hành. Họ là một gánh hát song nhỏ đến từ Sindh. Sau cuộc hành trình nhiều ngày đêm, họ đã định cư tại một làng nhỏ phía tây của Rajasthan. Meg Muhammad đã lớn lên cùng với những làn điệu dân ca, những truyền thuyết và các điệu múa của Rajasthan. Một trong số đó là câu chuyện về Moon Man. Moon Man là một công chúa xinh đẹp của Jaisalmer và có rất nhiều chàng trai ngỏ lời cầu hôn, nhưng trái tim nàng đang chờ đợi một người khác. Một hôm, có một chàng hoàng tử khôi ngô tuấn tú đến từ Amarkot tên là Mahindra. Họ đã yêu nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên. Và Mahindra đã tặng Moon Man một chiếc nhẫn với lời thề về tình yêu chung thủy của chàng. Nhưng có một sự hiểu nhầm đã khiến cho Mahindra không đến với Moon Man nữa. Moon Man đáng thương quyết định lên đường tìm kiếm Mahindra. Cuối cùng thì Moon Man cũng đã đến được Amarkot, nhưng nàng đã chết vì đau khổ và kiệt sức. Bình minh đang lên tại Bunawa. Đây là nơi mà Nek Muhammad sống với những gia đình Langa tại ranh giới của Barmer. Bunawa là một khu làng kỳ diệu. Tất cả mọi nhà trong làng đều vang lên tiếng nhạc. Các giai điệu và các nhịp điệu là những sợi dọc và sợi ngang dệt nên cuộc sống của các Langa. Cuộc sống hàng ngày cũng như công việc kiếm sống được bắt nguồn từ nền tảng âm nhạc. Và đối với những người Langa, âm nhạc vừa là cuộc sống vừa là một nghề của họ. Âm nhạc là một phần quan trọng trong cuộc sống của họ. Có thể nói rằng trẻ em Langa biết hát trước khi biết nói. Đó là một phần trong những trò chơi của tuổi thơ. Nhiều khi ngôn ngữ có thể khó hiểu, nhưng những giai điệu thì lại rất gần gũi, quen thuộc. Vì đó là những giai điệu của tình yêu. Chẳng có sự đào tạo đặc biệt cho các cậu bé, nhưng khi một đứa trẻ như Abdul thể hiện tài năng đặc biệt, cậu sẽ được một người Langa có uy tín nhận làm học sinh, sẽ có một lễ nhập môn và cậu bé chấp nhận người thầy sẽ dạy dỗ mình. Are bhal mein fikr re bhal mein fikr re
ते गरो मोते काले Nek Muhammad cầu thánh Ali ban phước lành khi ông nhận cậu bé Abdul làm học trò của mình. Lễ nhập môn là một sự pha trộn hoàn hảo giữa đạo Hindu và đạo Hồi. Nếu họ cầu xin phước lành từ thánh Ali, biểu tượng sẽ là một cây dừa xanh tốt và những sợi chỉ màu của đạo Hindu. Đây là thời khắc cho lễ hội thể hiện lòng mộ đạo và niềm vui của tất cả dân làng, đoàn kết tạo nên sức mạnh. Chẳng có một bài học chính quy nào dành cho Abdul, tuy nhiên cậu bé phải học cách quan sát để hấp thụ các kỹ năng và các sắc thái để cậu có thể làm chủ được nhạc cụ. Và bước tiếp theo là Sarangi. Sa mạc là lớp học của Abdul. Quang cảnh hoang vu được phản ánh trong sự căng thẳng đến não lòng của Sarangi và linh hồn con người tìm được sự thể hiện qua giọng âm vang của Nek. Abdul lắng nghe một cách khát khao, kho báu âm nhạc Langa chính cậu bé sẽ được thừa hưởng, nhưng đó là một sự thừa hưởng mà cậu bé phải tự tìm lấy. Một hôm người ta yêu cầu Abdul hát cùng với người thầy Langa. Đây là lúc mà tài năng thật sự của Abdul cũng như tương lai trở thành ca sĩ của cậu bé được đưa lên bàn cân. Abdul đã vượt qua thử thách với những sắc màu bay bổng và một Langa nữa đã xuất hiện. Những câu chuyện dân gian và các truyền thuyết là những sợi vải dệt nên cuộc sống và âm nhạc của các Langa. Nét kể lại một câu chuyện về người đầu tiên trở thành Langa. Nhiều thế kỷ trước, một chàng trai trẻ tên là Rajput nhìn thấy một đoàn các nhạc sĩ đi qua. Bị quyến rũ bởi âm nhạc, anh đã xin được đi theo họ. Người ta nói với anh rằng, chỉ có người Hồi giáo mới có thể học được. Quá say mê âm nhạc, chàng trai trẻ đã chuyển sang đạo Hồi. Người ta nói rằng các Langa là hậu duệ của chàng trai trẻ yêu âm nhạc này. Nek Muhammad và cộng đồng ở Bunawa thuộc dòng Langa Sarangi. Đó là những nghệ sĩ Sarangi theo dòng nhạc cổ truyền và chính những chiếc đàn cổ nhiều dây đã ảnh hưởng đến phong cách âm nhạc, phong cách sáng tác và các bài hát của họ. Những người Langa kiếm sống bằng việc ca hát tại nhà các Jazzman hay tại nhà của các khách quen. Thậm chí cho đến nay, họ vẫn có thể cưỡi lạc đà và đến nhà các khách quen.
Khách quen là những người Sindhi Sipahis. Đối với họ, không buổi lễ nào mà lại không có mặt các langa. Âm nhạc của các langa là một phần không thể tách rời trong tất cả các dịp trọng đại, sinh đẻ, đám cưới, các ngày lễ tôn giáo và tất cả các dịp lễ hội. Sau phần chào hỏi ban đầu, Nick đọc gia phả của các khách hàng. Gia phả được truyền từ đời ông cho đến đời cha và đến Nick. Khi Nick đọc gia phả tổ tiên 17 đời một cách lưu loát, tên của Rajput được nhắc đến cùng với thời gian chuyển sang theo đạo Hồi. Những người Sindhi Sipahis rất sành sỏi với âm nhạc và Nick đã làm tăng giá trị thưởng thức của họ. Nick đã gặt hái được cả tiền bạc và lòng tốt. Hôm nay như là một phần đặc biệt. Nick đã lặng lẽ biến mất khỏi buổi lễ. Do vậy, những ngày như thế này được gọi là lễ kỷ niệm không có âm nhạc. Hát với các cô dâu e lệ đang chờ chú rể. Ông mặc quần áo lộng lẫy và thêm vào bộ đồ biểu diễn một chiếc khăn tay nhiều màu của Ruman. Một ngày mới bắt đầu với việc cầu kinh. Người Langa theo đạo Hồi và Nick thường cầu kinh 5 lần một ngày. Tôn giáo của họ cũng giống như âm nhạc của họ, được vượt qua ngoài giới hạn truyền thống thông thường. Nick chịu ảnh hưởng lớn từ dòng Sufi, một dòng thần bí của đạo Hồi. Người Langa bày tỏ lòng thành kính đối với vị thánh của dòng Sufi, thánh Khwaja Muinuddin Chisti của Amir. Trong các tiết mục biểu diễn của họ có nhiều đoạn thơ của các nhà thơ Sufi như là Khusrau và Bulashrat. Dòng Sufi cho rằng chỉ có một thế giới duy nhất, nhưng nó cũng chấp nhận rằng có nhiều con đường khác nhau đến với Chúa. Sự linh thiêng hiện hữu trong tất cả mọi vật, và khi người ta yêu Chúa, người ta có thể chia sẻ với hình ảnh Chúa sự mộ đạo mãnh liệt của mình, sự dâng hiến sẽ trở nên siêu phàm.
và khi đó yêu thương hay được yêu thương sẽ không là gì khác ngoài tình yêu của Chúa. Dòng chảy của Sufi cùng với sự phong phú về hình tượng và cảm hứng đang tuôn chảy tự do từ các đền thờ đạo Hồi cho đến các ngôi đền của đạo Hindu, từ sự hào phóng linh thiêng của thánh Allah cho đến tình yêu siêu phàm của Krishna đối với Radha. Qua nhiều thập kỷ, Krishna đã trở nên một người yêu bất tử. Tình yêu của anh đối với Radha đã được hình tượng hóa như một sự liên kết hoàn hảo giữa con người và thần thánh. Tình yêu của Radha không hề toan tính, đó là một tình yêu thuần khiết nhất. Chính tình yêu là người đầu hàng cuối cùng. Nếu tình yêu mang lại đau khổ cũng như khoái lạc, thì sẽ có một tình yêu trong khi sống và ngay cả sau khi chết đi. Vui nhộn như những trò chơi của Krishna lúc còn nhỏ và rực rỡ sắc màu như cuộc sống cũng như tình yêu của anh là lễ hội Holi. Đó là ngày hội sắc màu của đạo Hindu. Màu sắc sẽ ướt đẫm và làm phong phú cả thể xác và tâm hồn của con người. Màu sắc sẽ vượt qua rào cản về đẳng cấp, tín ngưỡng và tôn giáo. Và tất nhiên, đó là chất giọng ngọt ngào của các langa, chính nó đã mang lại ý nghĩa đặc biệt cho bài hát của Holi. Sự khác biệt về đẳng cấp, tôn giáo được khuếch tán trong các đám cưới của người Langa. Rất nhiều khách mời đều đã quen thuộc với cả đạo Hồi và đạo Hindu. Như tất cả mọi nơi khác trên thế giới, phụ nữ đi một mình đến dự cưới. Họ muốn mời chú rể sự châu tinh khiết và bơ, có lẽ để chuẩn bị cho anh ta bước qua thử thách của đám cưới. Chú rể ăn mặc giống như hoàng tử Rajput, nhưng đám cưới do Mulat cử hành. Sự hoa mỹ như các đám cưới Ấn Độ khác về âm nhạc, nhảy múa và ăn tiệc. Thời gian đã mang lại nhiều biến đổi và người Rajman đã bỏ sa mạc ra đi tìm kiếm tương lai tốt đẹp hơn ở các thành phố lớn của Rajasthan. Sa mạc thật dữ dội và không thân thiện. Từ khi người Rajman bỏ đi, nhiều langa rơi vào tình trạng rất khó khăn. Ngay cả Nek cũng quyết định ra đi khỏi các cồn cát của làng. Get on.
là một quyết định dễ dàng. Cho đến lúc đó, Nick chưa bao giờ ra khỏi những khu vực quen thuộc của làng mình. Quá khứ ở sau lưng, tương lai thì mờ mịt. Tất cả những gì Nick có chỉ là lòng can đảm, con đường trước mặt và âm nhạc. Khi Nick đến Jaipur, ông xác định sẽ làm bất cứ việc gì, kể cả những việc lao động tay chân thô sơ nhất. Đây là thời gian thử thách, và trong suốt thời kỳ khó khăn này, Nick đã hấp thụ chân lý của Fakir. Tôi vui mừng và chấp nhận mỗi ngày như một quà tặng, khi nhịn đói cũng như lúc được ăn no. Jaipur là một thành phố xa lạ. Nick phát hiện ra sự đối lập giữa các dãy phố hẹp và pháo đài, Maharanaga thần bí có cây mọc tùm, và tất cả mọi nơi ông đến, ông đều thấy tim mình vang lên những bài hát. Dần dần những lăng ga đã đặt chân lên Jaipur. Họ dựng nhà tại khu vực ngoại vi thành phố. Cuộc sống đã tạo nên những nhịp điệu rất nhanh. Của họ thật độc đáo, dù là theo dòng dân ca truyền thống, nó được dựa trên phong cách cổ điển thuần túy. Chẳng có sự đào tạo chính quy nào, nhưng nhờ có tài ứng khẩu thành thơ, người lăng ca sáng tác một thể loại âm nhạc mới. Và bỗng nhiên, người lăng ca xuất hiện khắp mọi nơi để mang âm nhạc phục vụ cho tất cả mọi người. Họ hát ở các pháo đài, cung điện và havelis. Lời bài hát không phải là điều quan trọng. Nó là niềm say mê cuộc sống của họ, sự thích thú âm nhạc của họ thể hiện ở mối quan hệ với các khán thính giả. Khách sạn 5 sao, những người sành nhạc giàu có, các quan chức cao cấp và các nhà hoạch định chính sách, tất cả đều ghi nhận âm nhạc của các lăng ga. Nên biết một cách sâu sắc rằng, ông có thể và ông sẽ sống sót sau những nỗi nhọc nhằn hiện nay. Thậm chí, ông cũng biết một cách chắc chắn rằng chính âm nhạc sẽ mang ông đi theo con đường định mệnh. Khi các thính giả phát hiện ra các lăng ga, thì các lăng ga trở thành sự hấp dẫn nhất, thu hút khách du lịch đến Rajasthan. Các phương tiện thông tin yêu mến họ và vô tuyến truyền hình đã phát các chương trình biểu diễn của họ. Nick và những người bạn của ông đã tổ chức nói theo cách của họ để gặp gỡ các thính giả ở các thành phố khác của Ấn Độ và trên thế giới. Và thế giới đã mở rộng vòng tay chào đón họ. Âm nhạc của họ đã vượt ra khỏi những nhịp điệu và giai điệu đơn thuần. Nó là một cái gầu chứa đựng niềm vui, tình yêu và nỗi buồn, tất cả những tình cảm trên thế giới này, và đã biến thành một sợi thừng ở tất cả mọi nơi mà họ đến.
Và một hôm, Nick đã trở lại Bunawa, quê hương của ông. Nick đã đi vắng nhiều năm. Nhưng khi giọng hát của Saranji, Khata và Dolak hòa lẫn vào giọng hát của ông, có một cái gì đó làm ta cảm nhận thấy họ như chưa bao giờ bị tách rời. Tất cả dân làng đổ xô ra chào đón ông, chào đón một người anh hùng, một người đã trở lại quê hương. Nhưng đây không phải là một anh hùng dơm. Giờ đây ông đã gánh vác một trách nhiệm mới. Ông đã biết được giá trị của tiếng hợp pháp vô giá. Ông đã thừa hưởng, ông phải nuôi dưỡng và truyền lại cho các thế hệ mai sau. Tuy nhiên, hiện nay Nick là một người mãn nguyện. Ông tin rằng Kalanga sẽ vươn lên khỏi những toan tính đời thường để đạt được một vị trí thích hợp trong thế giới âm nhạc. Và ông nhìn thấy khuôn mặt của cậu bé Abdul, một tương lai chói lọi của Langa. Badilio, badilio, badilio.